Theo thông tin từ Công an Vĩnh Long, ngày 10 tháng 12, Công an huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Nguyên, sinh năm 1991, ngụ xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1, lực lượng cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, công an huyện Trà Ôn tiến hành kiểm tra khu vực chợ thuộc khóm Mỹ Trung, thị trấn Trà Ôn theo phản ánh của người dân thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Lúc này, đối tượng không chấp hành mà buông xe bỏ chạy và chống lại lực lượng công an. Trên đường bỏ chạy, đối tượng vứt bỏ một gói có quấn băng keo màu đen xuống đường. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì đối tượng trên bị khống chế bắt giữ. Qua làm việc, đối tượng khai tên Nguyễn Chí Nguyên, tăng vật tạm giữ gồm hai gói màu đen bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy, số tiền 1.180.000 đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan. Kết quả giám định, số tinh thể trên là ma túy có tổng khối lượng là 5,654 gram loại methamphetamine. Hiện công an huyện Trà Ôn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.